xin chào tất cả mọi người, hôm nay đã đến với kênh của Nguyễn Khánh Vlog. Hi, chào tất cả mọi người. Hôm nay hai anh em mình sẽ đi, cũng như cái video trước mình đã nói thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái chụp cá. Bây giờ thì giờ bước đầu tiên thì mình sẽ đi chặt cây. Mình đi chặt cây. Rồi, đi. Tới đây tới chỗ rồi mọi người ơi, mình sẽ đốn trúc ở đây nha, đốn mấy cái đợt trúc về làm. Sau một hồi vất vả thì hai anh em mình cũng đi tới cái chỗ có trúc. Mình sẽ chặt trúc đây nha mọi người. Giờ mình sẽ lấy cây mình kéo nó xuống, cao quá trời. Không biết trong đây có âm không mọi người ơi. Cây nó bự gì vậy? Kiếm thêm mấy cây nữa mới được. Cây nó trong một cây luôn. Thank you.
Được 2 cây rồi mọi người ơi. Sau một hồi giật lộn với nó cũng được 2 cây. Quá mệt luôn. Thì mình sẽ qua mấy anh kia đi. Cái này hết rồi, có 2 đọt à. Đi mọi người ơi. Tôi xin lại chưa rồi phải xin. Sau một thời gian đi đốn cây nãy giờ thì mình đã chuẩn bị xong rồi mọi người ơi. Để chuẩn bị dây nè, lưới chụp nè, cái dao nè, rồi 4 cái cây nè. Cái cây này, dài này để hồi làm cán chụp. Cái chụp mình làm thì hơi cầu kỳ hơn xíu. Nó có 2 kiểu làm chụp lên. Mình làm loại 4 cây này cho nó chắc. Ok, giờ mình sẽ bước vô cái bước là mình sẽ gáp vô nha. Rồi bây giờ sẽ tiến hành làm chụp. Rồi mình sẽ đóng 2 cây đinh này vô 4 cây này nha mọi người. Đóng lại cho giữ chắc nó lại. Đợi quay nè. Quay đóng vô. Đóng đi. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái lưới chụp vô nghe mọi người. Buộc cái khung xong rồi đó. Giờ mình gắn lưới chụp vô cái nữa, chỉnh lại phần kia nữa là ok. Chụp nè. Gần ở đây có các lưới chụp nè. Mình sẽ thắt cái lưới chụp vô. Chụp đơn giản thắt về là được rồi. Nè. Vô đây. Xong. Một góc.
lưới để vô đây để cộng trên cộng dưới nha mọi người, để nó tụt, để cộng trên cộng dưới vậy nè. Không út đâu út gặp đi. Giờ mình sẽ căng cái này ra, căng cái gọng chụp này ra để cho nó thẳng lưới nữa, lấy dây mình buộc nha mọi người. Mình buộc trên đầu nè. Xong rồi mọi người ơi, mình xong cái chụp rồi nha. Giờ mình sẽ buộc cái cán vô, mình đi chụp thử cho mọi người xem. Cái cán mình chơi hệ không lò, cái gì nó cũng bị. Xong chụp nha mọi người. Chụp này chụp kinh. Nó hơi nặng xíu. Thì chú ở đây mình chụp thử. Đi thôi mọi người. Bye bye mọi người, video mình tới đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video và nếu thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp mình để xem những video mới mình ra. Vài bữa nữa mình sẽ làm một cái clip một ngày mình đi chụp ở dưới cái cần kinh này cho mọi người xem. Rồi, bye.